Con virus corona vạch trần bản chất cộng sản hay tư bản. Từ khi xuất hiện chủ nghĩa cộng sản đến nay luôn tồn tại những luồng ý kiến khác nhau, thậm chí trái nhau về chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản. Người đi theo tư bản thì không ngừng phủ định, chê bai cộng sản, người đi theo cộng sản thì nghiên cứu, chỉ ra hạn chế của chủ nghĩa tư bản, với mục đích rút ra bài học để xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn. Thế giới đang yên đang lành, thì đùng một cái từ cuối năm 2019 đến nay, con quỷ virus corona xuất hiện, làm đảo điên nhân loại, thay đổi bao nhiêu thứ, Nói chung, ai cũng sợ và rất căm thù con virus quái ác ấy. Nhưng ở đời là vậy, cái gì cũng có hai mặt, chính con Corona lại là liều thuốc thử rất hiệu quả về bản chất cộng sản, và tư bản để cho cả nhân loại thấy rõ, còn những kẻ vô công rỗi nghề lâu nay ra giả chửi đồng cộng sản, thì nay ngậm miệng như hến, rồi nghĩ ra nhiều trò quái đản, tung lên mạng xã hội, như Trung Quốc viết lại lịch sử đại dịch COVID-19, Bộ Y tế Việt Cộng sửa lịch sử xuất phát của virus Vũ Hán, đảng tối mặt nghệ sĩ đổi màu. Virus Vũ Hán cơ hội để ba đình quản lý thông tin của công dân Việt Nam, chuyện lạ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, đánh cháo cách ly, khách Trung Quốc đến Việt Nam không cần hộ chiếu. Dù là người theo tư bản hay theo Cộng sản, hãy nhìn một số so sánh dưới đây sẽ tự thấy bản chất xã hội nào tốt hơn nhé. Thứ nhất, đánh giá về thái độ của chính phủ phòng, chống dịch. Cộng sản Việt Nam chủ động, lo lắng, tất cả vì tính mạng của người dân. Chưa có ca nhiễm Rockoner, Đảng mùng 4 Tết và Chính phủ mùng 5 Tết đã ban hành văn bản chỉ đạo, thực hiện trong cả nước, thành lập tổ chức chống dịch từ TVK đến cơ sở. Còn chính phủ Anh, Ý, Pháp, Mỹ, Đức bị động, chủ quan, lúng túng khi nước mình có ca nhiễm đã không kịp khống chế. Lãnh đạo cấp cao nhiễm Corona, Iran, Anh, nơi nào có dịch thì hãng tính. Thứ hai, về tiêu chí chuẩn bị cơ sở vật chất đối phó với đại dịch. Cộng sản Việt Nam chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng thuốc men, khẩu trang y tế, thuốc sát trùng, giường bệnh, y bác sĩ, quân đội công an phục vụ, công bố kết quả nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới trong phòng thí nghiệm, tạo điều kiện xét nghiệm nhanh người nhiễm và nghi nhiễm. Còn chủ nghĩa tư bản thì thiếu thốn, không lường trước khả năng khó khăn, nhà nước ít bao cấp, dân tự lo là chính, thật sự nguy cấp mới được xét nghiệm, cách ly, Hàn Quốc đã vỡ trận, Mỹ sẽ cũng vậy. Thứ ba, về ý thức người dân về dịch bệnh người dân xứ việt rất chủ động thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ tự giác phòng chống dịch còn người dân nước tư bản thì lơ là chủ quan không đeo khẩu trang đi lại tùy tiện đến nhiều nước thứ tư về tiêu chí bao cấp của nhà nước xử sự với người nước ngoài nhà nước việt nam miễn phí tất cả các khâu xét nghiệm cách ly chữa trị kể cả người nước ngoài đến việt nam và người việt nam ở nhiễm bệnh ở nước ngoài trở về người nước ngoài được đối xử chữa trị như người việt nam còn chính phủ các nước tư bản chi trả có hạn nhân dân chủ động lo liệu thu phí bệnh nhân nước ngoài như sinh Apo thu mỗi ca 5.000 USD, đun đẩy người nước mình bị bệnh ở nước ngoài trở về, đẩy người nước ngoài về nước, Nhật. Thứ năm, về tính người với người trong mùa dịch. Ở Việt Nam, người dân và nhân viên chính phủ, công an, quân đội thân thiện, quan tâm chia sẻ, giúp đỡ nhau để cùng thoát khỏi dịch. Còn ở các nước tư bản, có miệt thị, xa lánh, thờ ơ, người nghi nhiễm không được xét nghiệm, như nước Anh. Thứ sáu, về số ca tử vong. Ở Việt Nam từ đầu mùa dịch đến nay, ai nhiễm dịch đều được chữa trị khỏi cả. không được xét nghiệm, như nước Anh. Thứ sáu, về số ca tử vong. Ở Việt Nam từ đầu mùa dịch đến nay, ai nhiễm dịch đều được chữa trị khỏi cả. Còn ở nước tư bản, nhiễm dịch mấy hôm là chết ra giả, Hàn Quốc, Ý, Iran, Mỹ. Thứ bảy, về nơi lánh dịch an toàn. Việt Nam trở thành nơi lánh dịch an toàn nhất thế giới. Người nước ngoài đến Việt Nam nhiều để trốn dịch. Người Việt Nam nhiễm dịch từ nước ngoài tháo chạy về nước, thuê cả chuyên cơ riêng gần 10 tỷ đồng để về Việt Nam tìm cơ hội giữ mạng sống còn ở các nước tư bản dân bất an muốn tìm đến nước khác đó là sự thật như ban ngày để nhiều người tỉnh ngộ hối hận nhận ra sự thiệt thòi của mình khi chui lùi ở xứ người xỏ mồm phá hoại tổ quốc việt nam các các...